Chào mừng quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến các bạn 8 dấu hiệu về việc ung thư cổ tử cung. Thưa quý vị và các bạn, điều đáng sợ nhất là bệnh ung thư cổ tử cung có thể không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Theo Hiệp hội Ung thư của Mỹ, ước tính có khoảng 12.340 trường hợp ung thư cổ tử cung ở Mỹ vào mỗi năm. Đáng buồn thay thì trong 12.340 trường hợp ung thư thì có khoảng 4.000 phụ nữ qua đời bởi căn bệnh này. Nguyên nhân là không phát hiện kịp thời về triệu chứng của bệnh ở giai đoạn đầu để điều trị. Ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ hai trên thế giới mà chị em phụ nữ thường gặp. Mặc dù bệnh có thể gây tử vong cho chị em, nhưng cũng là loại bệnh mà có thể ngăn ngừa và điều trị khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Cách để phát hiện tốt nhất về bệnh ung thư cổ tử cung là xét nghiệm tế bào cổ tử cung là cách tốt nhất để xác định bạn có nguy cơ mắc phải bệnh ung thư này hay không. Ngoài ra, nếu như các bạn, các chị thấy các triệu chứng mà như dưới đây và tôi chuẩn bị gửi tới quý vị và các bạn thì chị em cũng hết sức lưu ý, vì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư cổ tử cung. Sau đây tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn 8 cái dấu hiệu của việc ung thư cổ tử cung. Dấu hiệu thứ nhất báo hiệu ung thư cổ tử cung là đau lưng. Đau lưng, đặc biệt là ở khu vực lưng giới, cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung. Bạn càng phải cảnh giác hơn nếu thấy cơn đau lan xuống chân và thậm chí gây ra sưng ở chân. Cái dấu hiệu thứ hai báo hiệu ung thư cổ tử cung là đau vùng chậu. Nhiều phụ nữ phải chịu chứng chuột rút trong chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng của mình. Tuy nhiên, chị em cần hết sức chú ý nếu thấy đau nhức ở quanh vùng chậu hoặc bị chuột rút ở những ngày không có kinh nguyệt, bởi vì đó có thể là dấu hiệu triệu chứng của bệnh ung thư cổ tử cung. Dấu hiệu thứ ba báo hiệu về việc ung thư cổ tử cung đó là chảy máu bất thường. Chảy máu bất thường, một trong những dấu hiệu cảnh báo phổ biến nhất của ung thư cổ tử cung là chảy máu âm đạo bất thường. Chảy máu âm đạo ở những ngày không phải là chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, mức độ chảy máu có thể khác nhau ở mỗi người phụ nữ. Có người chảy máu nhiều nhưng cũng có người chảy máu ít. Điểm chung là tất cả đều không rõ nguyên nhân tại sao lại chảy máu. Nếu bạn cũng bị chảy máu âm đạo bất thường như vậy thì hãy cảnh giác và đi khám ngay để biết có phải do ung thư cổ tử cung gây ra hay không. Dấu hiệu thứ tư mà tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn về việc ung thư cổ tử cung đó là bất thường trong tiểu tiện. Bất kỳ sự thay đổi và thói quen nào về tiểu tiện, chẳng hạn như rò rỉ nước tiểu khi hắt hơi hoặc vận động mạnh, có máu trong nước tiểu, đau khi đi tiểu, vân vân, đều có thể là dấu hiệu của việc ung thư cổ tử cung. Trong trường hợp này, nếu đúng do ung thư cổ tử cung gây ra thì chứng tỏ các tế bào ung thư đã lan đến các bộ phận khác trong cơ thể. Tiếp theo là cái dấu hiệu thứ 5 báo hiệu của việc ung thư cổ tử cung là dịch âm đạo bất thường. Dịch âm đạo bất thường có màu trong hoặc hơi trắng, không có mùi hôi và thường xuất hiện trong những ngày rụng trứng giữa chu kỳ kinh nguyệt. Trong trường hợp dịch âm đạo tăng bất thường, màu sắc lạ, ví dụ như có màu vàng, xanh như mủ hoặc lẫn máu, có mùi khó chịu, vân vân, thì có thể đó là dấu hiệu của việc bệnh ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, bệnh ung thư khác ở vùng kín như ung thư buồng trứng, ung thư vòi trứng, vân vân, cũng có thể gây ra những dấu hiệu bất thường ở dịch âm đạo. Vì vậy, chị em đi khám phụ khoa mới có thể xác định được nguyên nhân chính xác nhất của việc gây ra dịch âm đạo bất thường là gì. Tiếp theo là dấu hiệu thứ 6 về việc chu kỳ kinh nguyệt bất thường. Khi cổ tử cung bị kích thích do ung thư cổ tử cung, nó sẽ tác động đến quá trình phát triển và rụng trứng. Sự cân bằng của hormone cũng có thể bị thay đổi. Kết quả này là chu kỳ kinh nguyệt của bạn không được bình thường như trước đây. Bạn có thể bị trễ kinh, kinh nguyệt kéo dài hoặc máu kinh nguyệt có màu đen sẫm, vân vân. Vì vậy, chị em không được bỏ qua dấu hiệu khác thường này trong cơ thể của mình. Dấu hiệu thứ 7 về việc ung thư cổ tử cung đó là đau hoặc chảy máu sau khi quan hệ.
Ngay cả những chị em không gặp vấn đề ở cổ tử cung cũng có thể thấy chả có máu xuất hiện sau khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nếu cảm giác đau và chảy máu sau khi quan hệ tình dục xảy ra thường xuyên hơn thì đó có thể là một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn ở cơ quan sinh sản như ung thư cổ tử cung. Bạn nên đi khám để kiểm tra khi thấy dấu hiệu này. Về dấu hiệu thứ 8 cũng là dấu hiệu cuối cùng về việc nguyên nhân triệu chứng của cái bệnh ung thư cổ tử cung. Thì video lần này tôi xin gửi tới với các bạn cái triệu chứng, cái dấu hiệu của cái bệnh ung thư tử cung là dấu hiệu thứ 8, đó là việc thiếu máu. Thiếu máu có thể xảy ra với bệnh ung thư cổ tử cung vì số lượng tế bào hồng cầu khỏe mạnh đã bị giảm đi và được thay thế bằng các bạch cầu để đẩy lùi bệnh. Thiếu máu thường khiến cho người cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng, giảm cân không rõ nguyên nhân và mất cảm giác ngon miệng. Thưa quý vị và các bạn, tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn 8 dấu hiệu về việc ung thư cổ tử cung. Như tôi nói ở trên, ung thư cổ tử cung là có dấu hiệu. Tuy nhiên, nhiều khi quý vị không có kinh nghiệm trong việc này nên rất khó nhận biết mình có bị ung thư cổ tử cung hay không, hay là những dấu hiệu xảy ra có phải là ung thư cổ tử cung hay không. Tôi khuyên những ông chồng nên đưa vợ đi khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, nếu các chị có thấy một trong 8 dấu hiệu mà tôi vừa nêu ở trên thì các chị nên nhanh chóng đi đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay tôi xin dừng video này ở đây. Trong video tiếp theo, tôi xin chia sẻ đến quý vị 7 cái cách đơn giản để tránh bệnh ung thư mà đã được khoa học chứng minh. Để xem được video tiếp theo, quý vị vui lòng nhấn vào nút đăng ký để thuận tiện theo dõi. Ngoài về sức khỏe, xin cảm ơn quý vị đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.